xin chào tất cả các chị em phụ nữ đã đến với kênh Mỹ Phẩm Chính Hãng Shop Bách Cứng Nhà, lại là một cái chuyên mục làm đẹp vào tối nay nha mọi người. Thì em sẽ giới thiệu về một dòng sản phẩm kem dưỡng trắng da mặt. Thì hầu như là tất cả các khách hàng của em thì hầu như là chiếm tới 50% là tất cả các chị em đều biết đến dòng sản phẩm kem body dưỡng trắng da mặt ngôi sao cao cấp của hãng BC Cosmetics. Thì hôm nay em sẽ nhắc lại cho mọi người về dòng sản phẩm này, nó có chất lượng hay không, có tốt cho da hay không, cũng như là lứa tuổi nào, độ tuổi nào có thể sử dụng về cái dòng sản phẩm kem dưỡng trắng da mặt ngôi sao cao cấp này. Thì đây là một dòng sản phẩm gọi là siêu phẩm hot nhất và đặc biệt là chất lượng nhất tại shop anh em. Đây là dòng sản phẩm bán ra một cái doanh số rất là lớn ở shop anh em, cũng như là đi hàng rất là nhiều và được khách đánh giá rất là cao. Và cái dòng sản phẩm này tuy số lượng hàng đi rất là mạnh nhưng mà chất lượng luôn luôn đảm bảo cho khách hàng là hàng luôn luôn là tốt nhất có thể. Đây là dòng sản phẩm nói chung là được khách đánh giá rất là cao. Khi mà sử dụng về da mặt của mình trở nên là căng mướt mịn và đặc biệt là giúp da được sáng hơn, bật tông hơn. Trong vòng chỉ 7 ngày sử dụng, da của mình cảm giác là nó mượt và đặc biệt nó trẻ trung hơn rất là nhiều. Một cái hộp kem rất là dễ thương như thế này với cái dung tích là 20g thôi nha mọi người. Đây là một dòng sản phẩm kem nén, nhưng mà khi mình đánh lên da mặt thì cảm giác dòng sản phẩm này không phải là dạng nén mà dạng lít tông. Bởi vì khi mà mấy chị mở ra cái hộp kem bên trong nó như thế này nè mọi người. Mọi người thấy cái dòng sản phẩm kem dưỡng trắng da mặt ngôi sao cao cấp chưa? Đây là một dòng sản phẩm ở bên trong của nó nè. Nó là một cái dạng nén, nhưng mà khi mấy chị chấm tay vào trong cái bên trong của sản phẩm thì cảm giác là nó có cái độ là ướt da nè. Đó, khi mà đánh lên da mặt thì càng mê hơn nữa. Mọi người nhìn thấy đánh lên da mặt này nha. Đó, nó tan chảy lên làn da và giúp cho cái lỗ chân lông cảm giác nó the và rất là mát. Khi mà mấy chị sử dụng ấy, da của mình được căng hồng mịn mướt, cũng như là nó sẽ giữ ẩm cho da, giúp da trắng nè. Đặc biệt đối với những cái làn da mà sạm nám hoặc là những cái làn da mà đang xỉn màu thì có thể là sử dụng cái em này trong vòng 7 ngày thì em cam kết da của chị nào cũng sẽ được mướt mịn và trắng hồng. Đây là một dòng sản phẩm chất lượng 100% và đặc biệt là không hề gây kích ứng da, không gây bào mòn da, và đặc biệt là đây là một dòng sản phẩm em hay sử dụng hàng ngày luôn để có một làn da trắng khỏe đẹp và hồng hào như thế này. Đó, thì lúc trước thì da rất là mụn, rất là thâm, cũng như là lỗ chân lông rất là to luôn. Đó, da em cũng không có đều màu da đâu. Sau khi sử dụng cái dòng sản phẩm kem dưỡng trắng da mặt BC Cosmetics này, trong vòng 1 tháng thôi là da của em hoàn toàn là gọi là lột xác thành một cái làn da khác luôn. Nó trắng, nó mịn, nó mướt cực kỳ luôn. Và đặc biệt là giờ cái làn da của em sờ vào nè, rất là mềm mịn. Khi mà đã sử dụng cái dòng sản phẩm kem dưỡng da mặt BC Cosmetics này á, thì em cam kết là cái làn da của mấy chị, tất cả các làn da của mấy chị sẽ được đẹp hơn rất là nhiều, được trắng sáng cũng như rất là tự tin. Khi mà một cái làn da mà cháy nắng, đen sạm, hoặc là những cái làn da mà lỗ chân lông to, hoặc là những cái làn da có những cái đốm nâu của lão hóa, thì mọi người nên sử dụng cái dòng sản phẩm kem dưỡng trắng da mặt ngôi sao cao cấp này để có một làn da căng mướt mịn, đẹp và khỏe nhất có thể. Đây là một dòng sản phẩm được ưng ý nhất của tất cả các khách hàng tại shop bên em và được khách hàng của bên em đánh giá rất là cao. Khi mà mấy chị mua sản phẩm này một hũ dùng thử ấy, em cam kết sẽ có những khách quay lại mua là từ 5 đến 10 hũ để mua về để mà để dành sử dụng, bởi vì cái dòng sản phẩm này quá tốt và quá đỉnh luôn. Đây là dòng sản phẩm chất lượng và được rất là nhiều spa cũng như là tất cả các chị em mà đang có một cái làn da sạm, một cái làn da mà muốn dưỡng trắng da an toàn ấy, thì đây là một dòng sản phẩm vừa cấp ẩm cho da, vừa làm cho da của mình sáng mịn đều màu da, lên tông da, cũng như là si khích lỗ chân lông. Và đặc biệt là giúp cho da của mình ấy phục hồi đi những cái đốm nám, đồi mồi nè, tàn nhang, hoặc là những cái đốm đỏ trên da thì hoàn toàn biến mất sau một tuần sử dụng nha. Đây là dòng sản phẩm chất lượng tuyệt vời luôn. Chị nào muốn mua dòng sản phẩm của hãng BC Cosmetics thì mọi người có thể là liên hệ vào trong cái trang Facebook là Nguyễn Bát Cứng, hoặc là vào trong cái Zalo bên em là 0933 766 739 là được đặt hàng nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bye bye mọi người nha.